Chào cô bác anh chị, tiếp theo ngày hôm nay thì bếp cơm của cô Cường sẽ làm món là cá hú kho cà để phát cho bà con ở quanh khu vực chợ Bến Thành. Thì đây là những người lao động chạy xe ôm, bán vé số và những người nghèo không có việc làm ổn định thì các cô bác sẽ nhận những các cái suất ăn này. Đây là cái phần đồ mặn, còn lát thì sẽ chia cơm ở bên kia đường. Thưa các cô bác anh chị, Giám đốc Cường cũng vừa mới đi chợ về thì hôm nay Tuấn Dương sẽ gửi cô Cường tiền để nấu cơm, và ngày mai cũng là cái ngày rằm thì cô sẽ nấu cơm chay và nấu đồ chay một ngày rồi, đồ chay. Dạ. Để cho mấy người hồi hướng cho mấy người mà Covid nè, tội nghiệp quá. Vâng. Thưa cô thì tới ngày hôm nay là sẽ tới cái số tiền của cô Trần Huệ Khanh. Thì cô có gửi con là 12 triệu. Cô nói rằng là 10 triệu này thì để gửi cô để cô nấu cơm. Còn 2 triệu này thì cô gửi biếu các cô chú tình nguyện viên. Ngoài ra thì đây còn có cái số tiền này là 300 đô. Thưa cô, số tiền 300 đô này của cô Thoa. Cô Thoa thì gửi 500 cơ, cô còn gửi 200 để con tặng nấu phở cho trẻ mồ côi. Nhưng mà hiện nay thì các cháu bên mồ côi chưa có lên, nên là con nói với cô là các cháu hiện nay chưa có được học trở lại đó. Thì cô bảo thôi tạm thời thì cứ thấy người già khuyết tật thì cho, thì con sẽ cho luôn. Dạ vâng. Thì qua video clip này cũng dạ. Canh nha, với chị Thoa nha. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều. Có nhận số tiền của đứng là 10 triệu nấu cơm, 2 triệu cho tình nguyện viên. Dạ. Với 300 đô có dạ. Của cô Thoa. Dạ vâng. Cảm ơn cô Thoa rất là nhiều nha. Dạ rồi. Ngày mai thì nấu đồ chay một ngày. Dạ. Mai nấu đồ chay một ngày và cho người ta ăn. Dạ rồi, dạ. Con cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều nha mấy chị. Rồi, đây để con thế bây giờ cô phát cho mấy người xe lăn trước đi. Con sẽ cho mỗi người 100 gì đấy. Vâng. Đây cô làm gì đây? Đây 2, 3. Mấy người đây? Đây có 4 người. 4 người. Rồi, cứ tạm cô cho 4 người trước đấy đi. Rồi lát xíu có người già sẽ cho. Vâng, cái này của cô Thoa gửi dạ. Tặng chú nhá. Dạ dạ dạ. Dạ. Cái này của cô Thoa gửi tặng nha. Rồi lát xíu lấy cơm ăn. Rồi cô cho bà này luôn. Rồi. Và cô Thoa gửi. Dạ rồi. Rồi lát xíu thì thấy những cái người già, người khuyết tật thì sẽ tiếp tục cho nốt cái số tiền còn lại. Rồi rồi đứng đó. Rồi cô cho luôn đi. Cô cho luôn. Dạ. Tuấn Dương xin chào quý cô chú anh chị khán giả kênh YouTube Sài Gòn ngày nay. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video vào ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Tuấn Dương chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn. Và thưa cô bác anh chị, ngay lúc này thì mình đang có mặt ở giao lộ Nguyễn Trãi cắt đến Nguyễn Văn Cừ. Ngày xưa nó có cái tên là giao lộ Võ Tánh Cộng Hòa. Hướng này là Tuấn Dương đang đi về đường Cống Quỳnh. Thì thưa các cô bác anh chị, Sài Gòn sáng nay thời tiết khá là mát mẻ, trời thì nhiều mây, lúc sáng sớm thì có mưa. Và hôm nay thì Tuấn Dương lại tiếp tục tới bếp cơm của cô Cường để chia sẻ những các cái phần thức ăn với bà con nghèo. Trước mặt của bác anh chị là một cái chiếc xích lô truyền thống. Những cái chiếc xích lô này có mặt ở Sài Gòn từ trước những năm 1975 và tính đến nay thì nó vẫn hoạt động tốt. Đa số những cô bác mà đạp xích lô thì là những người khá là lớn tuổi, rất là dễ thương, và khách đi xích lô thì cũng đa số là khách lớn tuổi hoặc là khách du lịch. Nhưng lúc này thì khách du lịch chưa có sang được Việt Nam. Tình hình Sài Gòn lúc này thì cũng diễn biến cũng khá là phức tạp. Có nhiều nơi thì số lượng F0 tăng, đặc biệt như là khu vực quận 12, Hóc Môn và Cần Giờ. Nhiều nơi thì đã nâng cái cấp độ dịch lên là cấp độ số 3. Tổng cộng thì có 4 cái cấp độ dịch. Cấp độ nguy hiểm nhất là cấp độ 4. Thì giống như là chúng ta đã từng phong tỏa từ hồi tháng 8 đến đầu tháng 10. Và hiện nay thì một cái quy định mà gây xôn xao dư luận đó là những cái người từ vùng đỏ và vùng cam. Nếu mà về Hà Nội thì phải cách ly tại nhà là 7 ngày. Trước đây là chỉ theo dõi sức khỏe y tế tại nhà thôi, nhưng bây giờ là cách ly, tự cách ly theo dõi tại nhà. Và bất luận là tiêm vaccine 2 mũi hay là F0 khỏi bệnh. Đây cũng đang còn là một cái vấn đề tranh cãi. Bên cạnh đó một cái thông tin cũng khá vui, đó là hiện nay thành phố đã bắt đầu cho phép mở lại các cái dịch vụ như là quán bar, karaoke, vũ trường. Theo đó thì những cái nơi nào là vùng xanh thì được phép hoạt động, nhưng mà tóm lại là nó cũng đều có theo những cái điều kiện. Ngày hôm qua thì khi mà báo chí nêu cũng có nhiều những các cái quán karaoke thì khách vào đeo khẩu trang và hát karaoke luôn. Trước mặt cô chú anh chị đang là ngôi chợ Thái Bình. Đây, chúng ta sẽ đi vào đường Nguyễn Trãi. Trước mặt cô bác anh chị đang là nhà thờ Huyện Sĩ. Một thông tin nữa đó là ngày hôm qua khi mà ga Sài Gòn mở bán vé Tết cho khách từ Sài Gòn về các cái tỉnh phía Bắc thì vé tàu Tết là không có người mua. Nhiều người cũng chưa có cái ý định là sẽ về quê ăn Tết. Chưa biết rồi tình hình sẽ ra sao. Có lẽ là một là do là kinh tế khó khăn. Đây cô bác anh chị nhìn này, những cái căn nhà cho thuê liền nhau, dán bảng với cái chữ số điện thoại rất to cho thuê nhà. Thì nói chung là lúc này cuộc sống cũng vẫn còn khó khăn. Chính vì thế cũng không thể nói trước được cái điều gì. Cái diễn biến của dịch bệnh khi mà nó phức tạp hơn thì chính quyền sẽ áp dụng những các cái biện pháp an toàn cần thiết để bảo vệ cái sức khỏe cho người dân. Bên cạnh cái mục đích phát triển kinh tế thì sức khỏe là quan trọng nhất, đặc biệt là tính mạng người dân. Nên khi mà có một vài cô bác anh chị hỏi Tuấn Dương là Tết này có nên về Việt Nam hay không, thì cá nhân mình đang ở trong Sài Gòn, mình cũng chưa biết là Tết này về Hà Nội như thế nào, có được về hay không, có mua được vé máy bay hay không, rồi về có bị cách ly hay không. Nhưng mà nếu mà những ngày Tết ấy, thì nếu như về nhà mà cách ly tại nhà thì ok, cũng có thể được về thăm gia đình. Nhưng mà tuy nhiên không biết là tới lúc đó thì tình hình sẽ như thế nào. Nếu mà nghỉ Tết được có 1 tuần hoặc là 10 ngày mà cách ly tại nhà 7 ngày, sau đó vào Sài Gòn lại tiếp tục cách ly tiếp thì sẽ rất là bất tiện. Với cái việc mà mở lại các cái quán bar, karaoke, vũ trường, kinh doanh rượu bia thì về cơ bản là thành phố đã mở lại khá là nhiều dịch vụ. Hiện nay chỉ còn là cho học sinh học trực tiếp tại trường hoặc là đón khách du lịch quốc tế là chưa thôi. Còn những các cái dịch vụ khác thì cũng đã dục dịch mở lại tương đối như là đầy đủ. Cũng sắp Tết rồi các bạn, cũng cận kề rồi. Bây giờ là nửa cuối tháng 11, chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa là chúng ta bước sang năm 2022. Rồi Tết âm lịch cũng đang tới gần. Bây giờ Tuấn Dương đã tới bếp cơm của cô Cường rồi. Rồi, chào cô. Đây cơm cá hả cô? Cơm cá uống. Chưa xong rồi. Xong hết rồi. Dạ. Chỉ có này thì dư, còn dư hộp cơm. Lát coi chiên hột gà bỏ vô. À dạ. Còn nước cá cho bạn luôn. Cái cơm với chà. Cô Cường đi chợ mua đồ nấu đồ chay rồi. Dạ. Bún hàu qua con này. Ngày mai là mùng 1 à? Mai mùng 1. À mai mùng 1. Mai á, mai bà nấu đồ chay đó chứ. Dạ dạ dạ. Bởi vì bà đòi tính nấu đồ chay, nó ngày mai dầm nấu đồ chay đi cũng được tốt. Vâng. Nhiều trơn, ngày thường đừng nấu đồ chay. Vâng. Mai sẵn ngày dầm mình nấu đồ chay cho bà lỡ hoài. Bà nói không biết Dương có chịu không? Rồi được, trời ơi. Lâu lắm rồi chưa làm đồ chay. Giờ bây giờ bà đi mua đồ chay rồi. Dạ. Giờ này còn dư nước cá để nát rồi qua chiên trứng. Dạ. Mua ở trong chợ này hay là đi chợ lớn? Phải đi chợ Cầu Muốn. À. Dạ. Đi về tới vậy. Dạ dạ. Rồi thôi đợi giám đốc về rồi bắn phát pháo để phát. Cái này đẹp quá. Rồi quá trời luôn. Quá đẹp luôn. Đây, hôm nay thì các bạn nhìn này. Cơm canh sẵn sàng luôn. Nắng quá này kìa. Dạ. Rồi nắng quá các cô che lại chút xíu cho nó mát. Cho nó mát. Vâng. Nay là mấy trăm phần đấy bà? Cũng hơn á, 400 phần, 400 mấy á. Dạ. Dư cơm nữa đó. Vâng. Dư cơm giờ để đang chiên trứng. Dạ dạ. Hai hộp vô ăn, hộp vô trứng. Chưa đâu, anh ơi, chưa đâu. Đừng có xếp hàng. Đấy, giám đốc Cường lặn lội đi nay mua gì đấy cô? À. Dạ vâng. Ngày mai thì ngày rằm nên là sẽ nấu đồ chay. Đây cô còn mua các đồ nấm nè. À. Dạ. 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 Đây bà con cô bác xếp hàng rất là dài này, dài tới tận ngoài kia luôn. Rồi cô Cường phát đi cô Cường. Gửi anh 100 nhá, cô Thoa gửi tặng nhá. Dạ. Đây, cô bác nhìn này, hàng người xếp hàng dài tới tận ngã tư. Ngày hôm nay thì cái số lượng nấu cũng cỡ khoảng hơn 400 suất. Cá nhiều. Đây là mà ông cháu. Để chở cái nhỏ bị chạy bằng. Ôi ơi, em theo anh kia nha. Ông chú xích lô. Xích lô. Rồi biếu chú thêm 100.000. Số tiền này cô Thoa gửi tặng nhé. Rồi chú đạp xích lô. Rồi chú đứng im đấy. À, biếu chú 100.000 cái số tiền này của cô Thoa gửi tặng những người già rồi khuyết tật. Cô cho một phần thôi. Chú dừng lại chú. Biếu chú thêm 100.000. Cái này của cô Thoa gửi tặng nhé. Cảm ơn chú Thoa. Dạ chú đi. Rồi rồi. Đây có cô Thoa gửi biếu thêm 100.000. Rồi đi đi chú. Những ai già khuyết tật thì tặng chú ạ. Chú đi đi chú. Khổ là sao chú bao nhiêu tuổi rồi? 70. À, chạy xe ôm mà. Rồi đây cô Thoa gửi cho chú 100.000 nhé. Chú đi đi. Nào đi vào hàng. Xếp hàng vô. Cô Thoa gửi biếu chú 100.000. Cảm ơn chú đi ạ. Chú nhiêu tuổi rồi chú? 70. 70. Chú nhà ở đâu? Chú ở trọ. Ở trọ. Cô Thoa gửi biếu những người già 100.000. Để chú nhận đi chú. Gửi biếu chú 100.000. Rồi gửi biếu chú 100.000 của cô Thoa gửi. Rồi chú đi đi. Chú nhiêu tuổi rồi? 75 á. Dạ rồi gửi biếu chú cô Thoa gửi nhá. Hết rồi ạ. Đây còn 1 đồng cuối cùng gửi biếu bà cô Thoa gửi. Rồi hết tiền nhá. Hết tiền rồi. Không trời ơi, đang làm đi làm được thì có tiền thì ấy đi. Rồi. Hết tiền. Hết tiền luôn rồi. Đây cô Hường cho đi cô Hường ơi. Rồi cô lánh đi cô. À, rồi chào cô nhá. Xếp hàng vô các cô. Mỗi người 1 phần, 1 chai, 1 bịch nhận đi các cô chú. Rồi lánh đi bà con. Lánh đi các cô bác. À, thực sự ra phát tiền thì không biết bao nhiêu mà đủ. Đây một đại gia đình luôn này. Trời ơi. Các bé rất là gầy gò. Ra ra. Rồi xếp hàng vô cô bác. Cơm còn nhiều, mình cứ đứng cuối hàng đi cho đỡ mất trật tự. Lần sau chị cứ đứng sau, cơm còn nhiều, đừng làm thế mất trật tự. Nhà quá gầy luôn. Thấy gầy trơ xương. Qua video clip này cũng xin chân thành cảm ơn cô Trần Huệ Khanh và cô Thoa đã ủng hộ cái bữa cơm này để chia sẻ khó khăn với bà con. Đưa trực tiếp. Xếp hàng vòng ra sau cô bác ơi. Mỗi người một phần anh ơi, của ai người đó lấy. Đó mà vợ mình tay biến. Dạ. Rồi. Lấy đi. Rồi. Ông này nó thành với vợ kìa. Lâu rồi. Cái vợ rồi, chậm rồi, ngày mai làm đường dây nha, nó mai làm đường dây. Vòng ra sau xếp hàng đi chị. Chị ơi, ra sau xếp hàng. Xếp hàng tôn trọng người tới trước đi. Cái này cũng ngọt quá, để cho ta tự chen bình thường á. Dựng lẫy luôn kìa. Nếu mà ăn cơm dựng lẫy luôn, chán với nó thiệt luôn. Kéo khẩu trang lên lấy đi anh ơi. Ăn cơm dựng lẫy thôi đi. Mỗi người một phần, mỗi người một phần. Cái gì nữa? Gì để giùm nữa hả? Trời, cứ giùm cái gì? Đi chơi. Lấy khỏi cho nó giùm luôn. Giùm này nó còn có bên kia nữa nè. Đó đeo xe ngồi rồi cái gác không. Đậu xe lấy 2 phần rồi. Lấy 2 phần rồi hả? Lấy 2 phần rồi treo xe kìa. Đó xe nó giùm vậy không khỏi cho nó giùm luôn. Giùm. Em không rồi xe mà vô lấy. Đó cho đi qua. Lấy đi chú, mỗi người một phần. Chú ơi lấy chai nước nữa chú. Rồi cảm ơn chú lệ. Rồi lấy đi cô bác. Mai đồ chay. Rồi lấy luôn đi. Lên nặng đi đi. Trời ơi, ăn cái đuổi bây giờ. Cái người chút là chặt cứng nha. Anh kéo khẩu trang lên đi anh. Kéo khẩu trang lên rồi nhận chú ơi. Đây, cô Cường sẽ chia sẻ với các cô chú mỗi người một chút uống cà phê. Rồi hết luôn. Dạ rồi, cảm ơn các cô. Dạ, ưu tiên bếp dậy sớm 4-5 giờ. Vất vả, nhiều khi còn bỏ tiền ga của nhà ra để làm. Hỏi lại đi cho em. Cho 100 hả? Cho không cho bà nói đi. Hết rồi cô. Hết tiền. Bà tới trễ quá. Ở tù mới về á. Ở tù mới về á. Dạ. Chia cho người dạ. 200, 200. Chia mỗi người chút uống cà phê. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi cảm ơn em. Bà là mới ở tù ra á? Sao bà già rồi còn đi tù? Lúc đi con không biết không, lắm bóp giấc hơ đó, dạ. Nó lùa nó bắt. À. Nó lùa nó bắt. Bắt mà sao lại đi tù được? Tìm nó lùa đó. Đi lang thang anh. Lang thang, những người lang thang. Đi diện lang thang. À đây là đi vào trại giống như là viện dưỡng lão đi cái này nọ. À trẻ thì đưa vô viện lang thang, còn già hãy đưa vô dạng kiểu chứ đâu phải đi tù. Nó bắt cái kiểu bắt bắt giam luôn á. Giam luôn. Ồ vậy à? Ừ. À. Không có gia đình lãnh rồi nó về chữ người luôn. Bà đi tù thật á? À. Đi tù ở đâu hả bà? Ở đâu bà? Chánh Phú Hòa ở Bình Dương á. Đấy là viện dưỡng lão chứ đúng không bà? À, đúng rồi, viện dưỡng lão chứ đâu phải tù. Dạ, vâng. Dưỡng lão. Sao bà không ở đấy này đi ra ngoài? Chị là chị Hồng đúng không? Đây có chú là cho tiền này. Chị Hồng đúng không? À, đây bà con hàng xóm. À, bà đi là bao nhiêu năm rồi chú? Lâu năm rồi. Lâu năm bây giờ được về. À. Bà ở trên Long Vọng á. Dạ. Bà lớn tuổi quá nhìn không ra. À dạ dạ. Dạ dạ. Rồi. Nhìn bà không ra cái chừng cái nghèo nói mới biết. À. Nhìn không ra. Thế giờ thì bà ở đâu thế bà? Giờ thì bà ở đâu? À lại bà ở Quảng Ngãi rồi mướn nhà. Bây giờ mới nhà không có. Nó lại tiền nó hết trơn tiền mày. Tiền bảo ra đây nó hay đây. Dạ. Thôi bà cứ ở đây có gì bà lấy cơm ăn, bọn con nấu cơm đây mỗi ngày bà lấy cơm ăn nhá. Dạ. Đây cơm ở đây này, ngay chỗ này luôn. Ngày nào mai bà lại lấy cơm chay nhá. Rồi con chào bà. Bà là nói là bao nhiêu tuổi? 89 tuổi, không có chồng con gì hả bà? Dạ. Rồi con chào bà. Đây, tiếp tục chia tiếp các cái suất ăn ở bếp cơm của đây, phải nói là cái tiệm bánh mì của cô Hường thì mới đúng hơn. Thì cô Hường làm cái tiệm bánh mì với mì xào này thì mục đích là chia sẻ khó khăn với người nghèo từ những cái phần tiền lời. Thì cô làm bánh mì rồi cơm để chia sẻ với bà con. Đâu không cơm nào đâu. Em đã xẻ mấy bánh mì cho rồi. Cho bà chống nạng kia một phần nữa cô kìa. Cô đứng im đó, đi cô. Quá đông. Hello chú kìa, hello rồi cho bánh mì ra. Hết rồi chị ơi. Hết cơm rồi, chị. Bà Cường tuyển luôn vào làm nhân viên phụ việc bếp cơm. Hết cơm rồi anh ơi, hết cơm rồi. Dạ rồi, chào cô. Khuyết tật chân, bị tật ở chân rồi chống nạng đi bán vé số. Rồi, tăm công ty bánh mì. Rồi, quá đẹp luôn. Dạ. Cúng á. Dạ. Rồi, về trai các chú cô chú lại lấy cơm. Rồi, tàu hũ bánh lọt này. Quá ngon luôn. Chú ăn không? Dạ không ạ. Nước cốt dừa nè. Là nhiêu tiền một ly này đây cô? 10.000. Giá rất bình dân. Dạ. Gì thêm luôn. Có thương hiệu luôn đó. Dạ. À, dạ, dạ. Giá này bán cho nó ấy mà. Dạ, dạ. Bán cho nó hoành tráng lệ. Ông chủ này cứ thu 20.000 đi, này nhiều tiền lắm. Cho ai chứ một trà mấy đứa nhỏ ăn cơm thôi trời. Đây các bạn này. Không anh không. Wow, quá ngon luôn. Tàu hũ. Đó cô Hường làm vậy á, cho người ta ăn ngon lắm, cô Hường ăn giỏi. Dạ. Cá, rau, nước tương, ớt. Đó. Cho người ta ăn. Vậy là ngon lắm, nước tương này ngon lắm. À, đang có một khách bảo gần Noel thì sẽ đặt cô Hường là 300 ổ. Con báo trước một ngày nhá. Báo trước một ngày xong rồi cô ship đến cái địa điểm con làm xong xuôi ship đến, con đặt trước hẹn giờ. Lúc bữa mà mấy Thảo nó cũng có cái người quen của nó. Dạ. Đặt cô Hường 500 ổ á. Dạ. Cô Hường cũng làm mà không có làm bánh mì mà cô Hường làm mì. Dạ. Mì gói cho người ta ăn. Dạ. Cô ăn cho nó no. Vậy này làm tự gì người nào thích cái gì mình làm cái đó thôi. Chứ kỳ đó là đặt 400 ổ, cô Hường cũng làm 400 ổ kia làm 2 ngày. Vâng. Dạ. Đó ăn kia. Rồi. Ai? Kìa bánh mì kìa. Rồi. Rồi thôi chào cô nhá, con đi đây, cảm ơn cô. Tự quý y tăng người tăng tâm lý đại chúng tiếp đem công đức này hồi hướng về cho tất cả chúng sanh trọn lòng thành Phật đạo. Bộ cung dương từng một án nga nga nắm tam bà phá thiệt nhật ra hồng. Nam mô Bộ Bộ